Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em còn cái chiếc máy hút ẩm công suất hút 20 lít của hãng Whirlpool, điện 220V thôi nhé. Em bán nốt con này cho các bác, giá cuối mùa luôn là 2,5 triệu, bảo hành 6 tháng. Con máy hút rất là khỏe các bạn, công suất hút của nó 20 lít một ngày đấy, có đèn khử khuẩn. 20 lít một ngày này các bạn ơi, còn gì chưa? Đây, đây. 20 lít một ngày. Đấy. Con này chạy rất là khỏe. Mấy hôm nay thời tiết cũng đang đổ ẩm đấy các bạn, đổ ẩm cao. Các bạn nào có lấy thì tranh thủ các bạn lấy nốt nhé. Giá 2,5 triệu. Máy có đầy đủ các tính năng hút ẩm, sấy quần áo, đảo cánh gió, các tốc độ hút ẩm cao thấp khác nhau, báo độ ẩm mức 3 mức độ. Chào các bạn nhé.